đạp xe đi mua đồ ở quán tạp hóa, người phụ nữ trở về với phương tiện lạ, khiến ai nấy ngỡ ngàng. Người phụ nữ đi xe đạp đi mua đồ, nhưng khi mua xong xách đồ trở về, thì lại đi bằng phương tiện này đây. Cuộc sống bộn bề lo toan, lo nghĩ đủ thứ, nên đôi khi làm nhiều người trở thành não cá vàng, với những tình huống dở khóc dở cười. Trường hợp của người phụ nữ dưới đây là một ví dụ điển hình. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi đến quán tạp hóa mua đồ. Trong đoạn clip, có lẽ do nhà cách quán tạp hóa không quá xa nên người phụ nữ đã đạp xe đến. Sau một hồi mua sắm đồ xong, người phụ nữ trở ra xe để đi về. Điều đáng nói, khi đi đến chiếc xe đạp của mình, người phụ nữ không dừng lại dắt xe về mà đi bộ thẳng về luôn, vô tình bỏ quên chiếc xe đạp ở quán. Có lẽ do đang suy nghĩ tập trung đến vấn đề khác nên người phụ nữ quên rằng mình đã đi xe đạp đến quán. Thế nhưng, chiếc xe bị lãng quên hẳn đến đêm muộn. Người phụ nữ đã quên hẳn chiếc xe đến cuối ngày, khi không còn vị khách nào thì chủ quán mới ra dắt chiếc xe mang vào nhà. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại và được chia sẻ lên mạng xã hội, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đúng là không dính vào người thì có thể quên bất cứ lúc nào, phương tiện hai cẳng vẫn là tiện nhất đây mà, nhiều khi tập trung suy nghĩ lung tung mà quên mất mình đang làm gì luôn ấy. Cũng may chủ quán cất xe cho rồi, đến hôm sau, không biết chị ấy còn nhớ ra chiếc xe đạp bị lãng quên kia không, đúng là não cá vàng không chừa một ai mà, một số cư dân mạng bình luận. Còn bạn nghĩ sao về đoạn clip trên?